thậm chí còn chưa sai cái cổ chân, vậy mà đụng một cái rắc gãy bà nó cái chân à. Kể từ lúc này ta không nên là người duy nhất nắm giữ bí kíp phải chế thần dược nữa. Ta sẽ phải tìm một đệ tử nối nghiệp để truyền lại bí kíp này. Hả? Thảm họa rồi Obelix. Vậy con trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu quyền năng của bí kíp lọt vào tay người khác. Pandora Miss. Các ngài đã có danh sách ứng viên phù thủy trẻ sáng giá người của là chưa? Tôi thấy của mày là phiêu bèo lắm. Nghĩa là sao? Nghĩa là từ mấy đứa bánh bèo. Chả làm như ai cũng bèo nhưng chả. Bèo như con chắc kèo. Mì gói còn nấu không xong mà nấu thần dược cái gì? Nghe đồn là ở trong cái đống này á cũng được vài đứa có tuyệt kỹ à. Tuyệt kỹ của tôi là thích giao đại pháp. Hết cái quá mạng. Giả ký là nhân vật đang hot nhất hiện nay đâu nghe. Thiết kế cho thêm miếng gió coi. Thưa đức vua, tôi sẽ kịp đem bí kíp về cho ngài. Bí kíp của những tên điên sò. Lão pháp sư Sulfuric đó là ai ta? Đêm nay là tận số của ngôi làng bị những gã đần độn. Tận số của Asterix. Tôi trộn thêm thứ này vào. Được không đó? Ba cái đồ quỷ này con nít 3 tuổi còn làm được. Tiếng lên chữ khô máu luôn. Con nhào vô, con e hơn anh. Đó. Tôi nhớ không làm lần trước anh dưỡng thương cả tháng đó. Bớt chù ẻo đi. Nếu đếm đến 10 mà không có nổ, nghĩa là tốt, anh mày đã thành công. Tôi Trời ơi, lần này là nằm cả năm luôn. Asterix biết kiếp luyện thần dược. Anh vậy mà sợ mấy cái thằng mập lù đó hả? Tôi chuyên gia trị mấy cái thằng mập đó nghe. Không tin hả? Tôi thử cho coi nè. Nhưng thật ra mập có nhiều loại mập. Cái này là mập địch, kèo này không thơm. Khởi chiếu tháng 12 năm nay.